Rõ ràng BlackRock dính vô và tất cả mọi thứ thì ngay bây giờ là chủ yếu là bán 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 cái iShare, ok cái iBit, ok iBit của cái cái ETF, ETF, cái okay, quảng cáo quảng cáo khác. Quảng cáo. Và hôm nay là mình cũng có va chạm với một cái quảng cáo, nghe quảng cáo của BlackRock. Và cái quảng cáo của cái đó là có thể là cái cái quảng cáo đầu tiên của BlackRock về cái Spot Bitcoin ETF. Thì cái quảng cáo đó đó nó không tập trung cho những người nhà nhỏ và lẻ nhớ không không phải tập trung cho những người gọi là trẻ tuổi trẻ tuổi trẻ tuổi mà nó cái quảng cáo đó nếu bạn coi nó đã coi nó thì nó tập trung vô để nó quảng cáo cho những người mà gọi là boomer baby boomers có nghĩa là những người trên 65 tuổi rồi những người đó ngay bây giờ đang gọi là cái cái tài sản người ta nắm giữ rất là lớn 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 trước đây người ta chỉ bỏ, biết bỏ vô cổ phiếu cổ phần thôi mỗi gọi là mỗi cổ phiếu cổ phần thôi và cổ phiếu cổ phần như vậy đây bạn có thể coi ngay cổ phiếu cổ phần 14 năm tăng trưởng 310 314%. Còn riêng Bitcoin 14 năm vừa rồi tăng trưởng 6.7 tỷ% 6.7%, 6.7 tỷ% phần trăm so sánh với 400 314% trong cổ phiếu cơ phần vàng tăng trưởng 78% và cái đây ra đó là có bạn có thể link casebitcoin.com để xác thực xác thực xác thực. Okay, à, thì vừa rồi 2 ngày như vậy, ngày 2 ngày như vậy thì 10 cái 10 nền tảng cái spot Bitcoin ETF á, ok đã thu gom được tới 30.000 Bitcoin. 30.000 Bitcoin. Bạn cứ nghĩ đi mỗi ngày như vậy nguyên tất cả những người miner trên toàn cầu cạnh tranh với nhau, thi đấu với nhau đúng không? Để đào ra được 900 đồng thôi. Mà chỉ có qua 2 ngày trời. Có nghĩa là 2 ngày trời á thì người ta chỉ có có được có 1.800 đồng à, 1.800 đồng. Nhưng trong 2 ngày trời đầu như vậy đó, những cái quỹ này đã mua tới 10 là 30 30 ngàn Bitcoin và chuẩn bị tới đây người ta sẽ mua 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 nữa nhớ bốn cái quỹ vừa rồi ngàn bốn cái quỹ vừa rồi trong đó có van gói lớn nhất Ok có CD những cái quỹ vừa rồi người ta có những cái người có gọi là tiền khu trong đó nghe vân 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 Ok tiền đầu tư ở trong đó rất nhiều thì người ta bốn cái quỹ đó người ta muốn những khách hàng của họ muốn nhảy lên để mua cái spot Bitcoin ETF này cái okay, ETF hay là muốn mua cái i share hay là vân 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 của 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 BlackRock. Thì bốn cái quỹ đó không cho phép người ta mua. Thì chuẩn bị đây là cái đồng tiền của những cái quỹ đó sẽ chạy đi đâu? Chạy vô BlackRock, chạy vô Fidelity, chạy vô Invesco. Thì cái đồng tiền nó sẽ chạy vô và cái đồng tiền đó rõ ràng đây là spot Bitcoin ETF có nghĩa là những cái quỹ này phải mua BTC. Người ta có một thời gian khoảng có 6 tháng để người ta mua thì người ta sẽ canh cái giá rẻ nhất người ta mua. Ok? Nhưng chắc chắn là người ta phải mua và người ta không phải giữ chính họ giữ nữa người ta phải gửi cho số nhiều là gửi vợ ở trong coinbase coinbase và coinbase ok tiếp tục, thì đây là cái màu đen là giá của bitcoin 7 chấm phần trăm ngay bây giờ 7 chấm phần của tất cả những cái đồng ngay bây giờ trong hệ thống ok thì đang nằm gọi là nằm trong ví lạnh nó không có nó không có di chuyển nếu mà bạn cộng có những cái ví mà từ 6 tháng tới 1, mà 6 tháng cho tới 12 tháng luôn á thì nó lên tới đâu khoảng 16 triệu Bitcoin đang nằm trong ví lạnh không thôi, nằm trong ví lạnh. Một cái tài sản mới mười mấy năm lịch sử thôi, đúng không? So sánh với vàng bao nhiêu ngàn năm trước. Nhưng 17 70 7 chấm gọi là 70 70 71% Đúng rồi, đang nằm trong ví lạnh nó nào không nằm trong hệ thống người ta không có mua bán mua bán gì hết không có mua bán gì hết người ta biết nó là tài sản thật và người ta chỉ mua và nắm giữ nắm giữ hơn 6 tháng nắm giữ hơn 12 tháng nắm giữ hơn 1 năm nắm mà giữ hơn 3 năm nắm giữ hơn 5 năm nắm giữ hơn 7 năm 10 năm vân 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 càng ngày này càng tăng thì nó vậy chết rõ ràng thứ bảy chủ nhật ok thứ bảy chủ nhật thì nhà băng nó đóng cửa cổ phiếu của phần nó đóng cửa đúng không ok thứ bảy chủ nhật là nhà bán đóng cửa cổ phiếu của phần đóng cửa trong một thời đại mà gọi là cái gọi là <laughs> đóng cửa ok thì có những cái gọi là con có thể là những người tỷ phú đô la những nước này nước nọ đang in tiền giả của họ ra để người ta đổi lấy cái tài sản thật nhất trong lịch sử là người là bitcoin thì riêng cái cái anh chàng này ok thứ bảy chủ nhật là tất cả mọi người đang nghỉ ngơi mà đúng không thì cứ vài cứ mỗi ngày như vậy á mỗi lần nó mua ngàn, 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 ngàn biết coi đây 1.000 2.000 3.000 4 ngàn, 5 ngàn, 6 6.000 Bitcoin trong một cái ngày đó nó mua 6.000 Bitcoin và cái kê cái, cái đồng mà nó mua á, nó mua là.00057 và cứ bất cứ lúc nào nó mua nó cũng mua là 1.000057 Bitcoin một lần như vậy và nó mua 6 lần như vậy thì bạn nghĩ sao ok không phải một ngày ngày nào cũng như ngày nào Ok những cái quỹ lớn nhất thế giới đang nhảy vô nó rõ ràng là người ta biết chuẩn bị tới đây là nó không còn nữa đâu để mua ok thì nó tranh thủ nó mua lúc giá rẻ giá rẻ đúng không tỷ phú đô la nhảy vô triệu phú đô la nhảy vô ok những cái quỹ nền tảng ngang 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 tỷ nhảy vô những nhà, những nhà băng lấy tiền giả của họ cũng đem vô để mua 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 có thể là những kho bạc của toàn cầu đang nhảy vô mua và không như vậy nữa nước này nước nọ mua 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 thì bởi vậy nó mới có những cái con số khổng lồ như vậy ở đây nguyên ngày như vậy bạn có thể thấy là nó mua mỗi lần nó mua như vậy ok nó mua như vậy bốn trăm mấy gọi là 4 41 mươi ngàn bitcoin 39.000 Bitcoin, 41.000 Bitcoin Và ngày nào cũng như ngày nào Thì bạn nghĩ sao? Bạn sĩ là bạn nghĩ tương lai nó còn nữa không để cho bạn mua Thì nó là vậy ok Hai ngày chờ, kết tiếp tục đây cũng vậy chứ không có gì hết. Cứ mỗi lần nó mua vậy nó mua 100 Bitcoin. Đây á cái cái riêng cái cái ví này á cứ mỗi lần như vậy là nó mua 100 Bitcoin và nó mua ngày này qua ngày nọ như vậy thì bạn nghĩ sao? Ok. Đây cũng vậy chứ không có gì hết, nghe. Oh, đây là chủ nhật nha, chủ nhật đây là những cái ví chủ nhật. Ok, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Ok, nó mua nó mua Bitcoin, nó mua gọi là ngàn này qua ngàn nọ Bitcoin thì nó là vậy. Ok. Uh, hôm nay uh, hôm nay mình va chạm với cái gọi là cái cái uh, Elon Musk Cathy Wood với uh, gọi là những cái người lãnh đạo, cái okay, cái okay, cũng là gọi có tên tuổi, ok? thì qua một cái sự gọi là phỏng vấn, okay, trò, trò chuyện với nhau, thì Elon Musk ấy, gọi là bitcoin á gọi là engineer scarcity tất cả mọi thứ bạn có thể đào tạo thêm, đào thêm và làm ra thêm, nhưng riêng bitcoin thì không có thể tạo ra thêm được nữa, ok? gọi là nó được phát hành Ok, nó gọi là được nghiên cứu và phát hành ra qua, qua một cái sự qua một cái sự gọi là engineer scarcity, có nghĩa là một cái sự hiếm 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 hiếm, hiếm nhất. Nó là một tài sản hiếm nhất trong lịch sử loài người. Và cái tài sản hiếm nhất trong lịch sử loài người thì lúc nào nó cũng vậy hết đó. Nó có nhiều giá trị nhất trong lịch sử loài người. Bạn có thể so sánh nó là với vàng cũng giống như vậy, bạc cũng giống như vậy, đồng cũng như vậy, sắt cũng giống như vậy. Tại sao vàng tại sao vàng là cái thứ gọi là hiếm nhất Vàng, tại sao vàng là cái thứ mà có giá trị nhất Tại sao không phải là bạc Không phải là đồng Không phải là là, là sắt Bởi vì vàng Vàng rất hiếm Bởi vì nó khó 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 để đào ra Mỗi năm như vậy ok Vàng được đào ra trên toàn cầu Chỉ có được 1.5% trên toàn cầu Bạc tăng trưởng 5% mỗi năm Thì bởi vậy thằng vàng nó lúc nào cũng thắng Thì bởi vậy Và đây thằng Bitcoin là cái thằng mà không Tới lúc mà nó đã đào được 21 triệu đồng Là không có thể đào được thêm nữa thì cái nào thắng Về cái vấn đề mà gọi là hiếm 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 8 tỷ người 21 triệu đồng Vậy thôi Ok ok <laughs> Vậy thôi, vậy thôi. 43.300 Tại sao nó quan trọng Bởi vì vừa rồi là nó đánh vỡ cái cái đỉnh vừa rồi của nó cái okay. Trong cái video tín hiệu thì mình giải thích thêm rất là chi tiết Nếu nó đánh vỡ cái chỗ này Thì chuyện gì sẽ xảy ra, kế tiếp Vân 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 Ok Tất cả mọi người đã đã coi cái video tín hiệu của mình BTC hay là Ethereum nếu bạn đã hiểu rồi cho mình xin chữ hiểu thêm một lần nữa cảm ơn cảm ơn và cảm ơn ok tiếp tục Cathy Wood Cathy Wood Cathy Wood ok nói là rõ ràng cái năm vừa rồi năm 2023 Ethereum là uh, là à, vừa rồi đây chỉ mấy ngày để vừa rồi thấy thôi thì nó có một sự bay bổng nhưng riêng cái năm 2023 là Ethereum là gọi là nó không nó gọi là BTC dẫn đầu nghe về vấn đề thu nhập thì riêng hôm nay Cathy Wood ra, ra tuyên bố là có thể là Ethereum, Ethereum, Ethereum Sẽ gọi là có một thu nhập cao hơn BTC uh, trong cái năm 2024 này Trong cái cái gì nè, trong cái sự trị, cái, cái cái vấn đề mà gọi là cái uh, Trong cái gọi là cái thị trường châu này về riêng cái <laughs> hôm nay bà ra bà đã tuyên bố như vậy thôi Nhưng mà rõ rõ ràng cái đồng Ethereum là một cái đồng là mình sẽ nói uh, Mình đã nói với bạn tháng này qua tháng nọ rồi cho những người đăng ký tín hiệu với mình thì là một Ethereum là cái đồng nó sẽ gọi là có thu nhập cao hơn trong những cái ngày vậy trong những cái ngày những cái tuần những cái tháng tới đây ok vừa rồi trước khi nó bay mình làm cho bạn một cái video tín hiệu 3 giờ sáng gửi thẳng vào chọc thư trước khi nó bay ngay trước khi nó bay ok chứ không mình có à, vừa rồi mình có lướt có thể là quá trễ hay là sau đó nói chung là không có lý do nào hết ok thì mình có nói một thông tin sai nghe về đây thì có thể là mình vừa rồi là có thể là mình Uh, gọi là uh, buồn ngủ quá là sau đó cái mắt mắt mở mà uh, mắt uh, không mở ra hết thì sao đó. Ok. Thì riêng uh, vừa vừa nước Argentina. Thì vừa rồi là nó có một cái ông tổng thống đang cổ vũ cổ vũ Bitcoin. Và ngay bây giờ nghe là người dân, người gọi là thuê mướn nhà đó đó. Người ta ok, ở đó nó giờ là phải dùng tiền tệ, đúng không? Dùng tiền tệ để trả cho ông chủ Ok cái, cái chủ nhà. Ngay bây giờ có thể là, là bạn có thể dùng một cái hệ thống đúng không? Và bạn ngay okay, bây giờ người ta ký hợp đồng với nhau á là người ta trả Bitcoin. Trả Bitcoin hàng tháng như vậy. Ok, ờ, bạn là một người đi mướn nhà, mướn nhà. Ok thì tháng này là cho là một cái, giá trị là 100 đô nhưng không dùng tiền đô la nữa. Ok, bạn lấy cái tiền rác rưởi đó đó. Ok, bạn mua Bitcoin và bạn chuyển vô trong cái ví của cái người 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 người, người chủ nhà. Ok, thì cái trường hợp đó đang xảy ra ở ở Argentina ngày bây giờ ok, um, okay. thì đây đây là cái giai đoạn kế tiếp nghe và cho những người nào đăng ký cái nền tảng này gọi là trả phí cho nó đó thì mình cung cấp tín hiệu cho bạn hàng ngày ok hàng ngày ok hàng ngày uh, thì cái vấn đề mà nó sẽ rớt bao nhiêu phần trăm nữa vân vân và vân vân thì bạn có những con số chính xác ngay bây giờ bạn có thể đặt lệnh tới lúc đó là nó cắn đúng không thì trong một cái thị trường gọi là thị trường châu lên 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 lên, lên như vậy á thì nó có rất là nhiều giai đoạn nó sẽ sập và nó sập 20%, chục phần trăm hai phần trăm ba chục trăm ba phần và đây ba đây đây là cái đợt vừa rồi cái năm 2000 gọi là năm gọi là năm 2026 cho tới năm 2000 À, 2016 cho tới 2018 Bạn thấy ở đây Nó lên như vậy sau đó nó sập 38% Sau đó nó sập thêm 38% sau đó nó sập 33%, sau đó nó sập 38%, sau đó nó sập 36%, sau đó nó sập 29%. Và cái chu kỳ này nó cũng không khác gì những cái chu kỳ khác. Nó sẽ có những cái sự sập rất là bỡ ngỡ. Nghe rất là bỡ ngỡ. Ok? Rất là bỡ ngỡ. Và mình đã cho bạn cái phần trăm nó sập là bao nhiêu và con giá là bao nhiêu hay là nó lên thì nó sẽ cắn con giá là bao nhiêu trước khi nó sập vân 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 qua những cái video gọi là tín hiệu mình đã gửi thẳng vào trong hộp thư của bạn rồi hôm nay thì mình làm ba đồng cho bạn chút nữa mình làm đâu bạn có một tới hai đồng được nghe một tới hai đồng được cái okay. cái đà mà bitcoin á 10, 10 đây là 14 năm thôi chứ không nói từ 15 năm 14 năm nó tăng trưởng 6.7 6.7 tỷ phần trăm nói lột 6.7 tỷ phần trăm trong 14 năm vừa rồi. 14 năm vừa rồi. Trong thời điểm 14 năm vừa rồi vàng tăng trưởng 78%. Phần trăm. Cổ phiếu cổ phần tăng trưởng 314%. Phần trăm. Và đây, đây nó có một cái cái nhóm đi gọi là đi ngược lại thời gian mười mấy năm vừa rồi. Đây là cái nền tảng nó cung cấp những data dữ liệu chất xám cho những cái quỹ ngàn tỷ đô la trên toàn cầu. Thì hôm qua mình nói là ô mười mấy 14 năm 14 năm, 15 năm vừa rồi, Bitcoin tăng trưởng 6.7 phần 6. 6.7 tỷ phần trăm. Thì các bạn đã hơi bỡ ngỡ. Bạn nói là mình là một người khùng. Ở đây đâu rõ rõ ràng mình đâu có thời gian rảnh rỗi mà đi lại 14 năm lịch sử để lấy những cái tài liệu những cái data như vậy, đúng không? Nhưng đây là một cái nhóm đây casebitcoin.com bạn có thể lên lên cái nền tảng của họ một nền tảng cực kỳ giá trị bạn có thể lấy lấy dữ liệu và thông tin. Và những cái dữ liệu và thông tin này á nhiều lúc bạn phải trả phí cho nó để lấy chứ không phải là không. Nhớ lúc bắt lúc bắt à, lúc Bitcoin bắt đầu á nó không phải là không, không phải là nó ồ nó bắt đầu từ cái con số 0, nhưng mà nó bắt đầu từ bao nhiêu con không trước đó rồi sau đó mới có cái con số 1. Đúng không? Thì bởi vì vậy 14 năm vừa rồi nó tăng trưởng 6.7 tỷ phần trăm. 7 ok vàng lúc đó 78%, ok, cổ phiếu của phần lúc đó 314%, thì rõ ràng, ok, đây là một con khổng long, ok, tín hiệu của BTC, tín hiệu của Ethereum và thêm một cái đồng nữa gọi là đồng bon, là một cái đồng rác rưởi nhưng mà bạn có thể nhân cái tài khoản của bạn lên cũng khá là nhanh về cái đồng đó, ok, nhưng um, nếu bạn đã hiểu rồi, cho mình xin chữ hiểu tín hiệu của BTC và tín hiệu của Ethereum, cho mình hình xin hiểu, ok, uh, Tào Phan nói hiểu, Huế nói hiểu, chị Viên Chi nói hiểu, uh, uh, night, ok, high ok, ok, um, Uh, hi everyone, ok Hiểu hiểu cho mình xin chịu hiểu, okay. tiếp đi ha uh, Having, 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 ok uh, Ring, ok uh, uh, anh, anh chàng này em ra nói, okay. Thì uh, cái having và cái ETF Sẽ đẩy Bitcoin, 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 okay. tới cái con giá là 170.000 đô trong cái năm 2025 Ok Ok uh, riêng với con giá là 170 ngàn á Thì mình nghĩ nó Nó hơi ít Ok hơi ít. Ok Và đây là chỉ là cũng là một cái quỹ rất lớn nha Rất là lớn Ok lớn à, Rất là ít Ok 2 ngày không Mình nghĩ hai ngày 24 nè Ok Có thể Có thể nó đã vượt qua cái con giá đó rồi Chứ không phải là Không phải là con giá này yeah. um, Bitcoin Nghe Bitcoin Rõ ràng là mười mấy năm rồi Tất cả nhà nước trên toàn cầu cũng giống như là nước Mỹ đã cố gắng cấy những cái văn bản những cái tờ báo tờ chí đài truyền hình bao nhiêu chiêu 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 tiếng để dành cho nó ok để nói bitcoin là tiền ảo chỉ chỉ những người mà phạm tội dùng thôi rửa tiền vân 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 khủng bố dùng ok thì rõ ràng bitcoin là một cái gọi là một cái cửa đi cho một cái cửa để bạn ra được gọi là ra một gọi là để bạn không dính vô cái sự quản lý của nhà nước rõ ràng Bạn biết 8 tỷ người trên thế giới ngay bây giờ Tất cả những đầu người không quan trọng bạn là ai trên thế giới Ngay bây giờ bạn đang trải nghiệm cái sự là gì? Lạm phát Người ta in tiền Thì đồng tiền của bạn mất giá Cầm cái đồng tiền tệ trong tay Cũng giống như cầm một cục đá uống bi Một năm như vậy trung bình là 8% mất giá cho tới 15% Bạn bỏ mồ hôi, năng lượng, sức lực trẻ tuổi đúng không năng lượng nhiều lần lượng đi cay 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 nhưng người ta chỉ có in tiền là cái tiền đồng tiền của bạn mất giá bởi vì vậy tất cả mọi thứ đều lâu thang cho những bạn trẻ bạn nghĩ đi bạn đi học như vậy vân 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 và bạn bây giờ bạn đi ra làm như vậy với cái lương như vậy thì nếu bạn không phải xuất phát từ những con người nhà giàu thì chừng nào bạn mới mua được một chiếc xe hơi chừng nào bạn mới mua được một cái căn nhà chừng nào bạn mới mua được một mảnh đất xác suất là ở trọ cho tới ngày bạn xuống lỗ của bạn thôi nếu bạn số nhiều là vậy còn những người nào khôn thì người ta sẽ bắt đầu kinh doanh và người ta bắt đầu đầu tư và người ta đã bắt đầu dành dụng đúng không sau đó người ta mới đứng lên được và số xác suất mà cái số một phần trăm nho nhỏ sẽ làm được điều đó còn số nhiều bạn sẽ là những con kiến để xây được cái ổ kiến gọi là cái núi kiến này thôi nghe bạn bạn là một con kiến để xây cái cái núi kiến này ok để được gọi là bạn là một cái con kiến để xây được cái, cái gọi là cái kinh tế toàn cầu và và, và cái nước của bạn thôi với xác suất thì gọi là củ cải thì bạn sẽ không bao giờ có đâu thì riêng bitcoin riêng bitcoin nó được tạo ra có thể là bạn có thể hình dung cái sức mạnh của nhà nước đã được bị cắt đi làm nữ làm nữ ok cắt đi làm nữ bởi vì sao bởi vì bạn không có dùng đồng tiền tệ của họ và nếu bạn không dùng tiền tệ của họ thì người ta không có thể quản lý bạn được nó là vậy nha. Thì người A có thể gửi cho người B không quan trọng con giá là bao nhiêu, phí rất rẻ và qua 10 phút đã tới. Và có thể một gửi 100 đô hay là một triệu đô hay là một tỷ đô, vân vân và vân, vân vân. OK Thì không qua trùng hoàng, không qua nhà nước, không qua nhà băng. OK Nhà băng bởi vì bởi vì nhà nước có thể nhòm ngó những gì nhà băng làm. Vân 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 vân. Nếu đã để ý bạn thì rõ ràng nó có thể nhòm ngó tất cả mọi thứ. Và đã bao nhiêu triệu 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 người trên thế giới rồi. Ồ nhà băng đóng băng qua ngày mai mất trắng rõ ràng là cái chuyện đó nó nó là vậy ok thì đây là cái cái gọi là cái 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 cái, data vừa rồi ok nó khá là giống nhau trong cái trường hợp ngay bây giờ cái trường hợp năm 2020 cho với cái cái trường hợp năm 2021 ok v 2020 tới 2021 so sánh tới với, với bây giờ thì rõ ràng nó cũng bắt đầu từ một cái downtrend xuống 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 đúng không xuống, xuống 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 đúng không tới khi cái cái having là nó bay một cái vèo đi lên đúng không thì vừa rồi là nó bay một cái vèo đi lên ok thì cái cái gọi là cái câu chuyện cho những cái tháng tới đây những ngày những tuần những tháng tới đây thì giá bitcoin sẽ đi đâu lên hoặc xuống riêng cái chart này nó nói ok ở lúc nào nó cũng lặp lại hết đó lên 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 và lên ok thì mình cũng nghĩ vậy nhưng lên thì lên tới bao nhiêu và trong cái đợt lên này nó có bao nhiêu đợt nó sập bao nhiêu đợt nó sập cũng giống như những cái đợt trước đây Lên ba mươi mấy ngàn mình nói nó sập xuống 25 300 Sập một lần không phải mình nói nó sập xuống hai lần Sau rồi vân 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 vân, vân. Ok thì để để ý để okay. Tiếp tục Rõ ràng cho những người nào gọi là Vừa rồi mình trước khi cái ETF xảy ra Chứ không phải là không Không phải là mình gửi những cái data dữ liệu này Tới thẳng cho những người nào đăng ký Với cái nền tảng trả phí cho nó Mình còn công khai tuyên bố nó trên tất cả Những cái phát trực tuyến của mình nữa chứ không phải là không Là mình nói là nó cũng giống như cái ETF này. ETF này nó cũng giống như một đồng này đồng nọ được bỏ lên một cái sàn này lúc ban đầu. Gọi gọi là bỏ lên sàn Binance hay là bỏ lên sàn Coinbase. Ok, cái ETF Bitcoin cũng giống như vậy á, nó bỏ lên sàn. Nhưng mà thường thường sau khi bỏ được lên sàn á, sau đó là giá đi một cái vèo đi xuống, có nghĩa là nó là những cái người mà đã dính dáng vô cái đồng này lúc ban đầu thì tới lúc mà nó lên sàn á thì người ta tranh thủ người ta xả 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 bởi vì sao người ta biết nó là rác riêng bitcoin thì mình nói trước khi nó được cái bitcoin ETF á mình nói nó sẽ đẩy giá lên là đẩy giá lên 48 đúng không sau đó là mình mình nhắn thẳng vô trong hộp thư của bạn là 48.870 ok à, 48.000 ok rõ ràng cho mình mình gọi là để 48.000 870 Ok mình nhắn thẳng vô trong cái hộp thư cho những người nào đăng ký tín hiệu của mình có cho mình xin chỉ có bên dưới ok có cho mình xin chỉ có bên dưới ok thì cái chuyện mà nó đánh giá lên như vậy nó okay. rồi nó tranh thủ nó xả 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 nhớ những cái quỹ này nó riêng blackrock nó đã bắt đầu mua bitcoin lúc 2021 lần chứ không phải là không nghe nó có một cái quỹ riêng của nó nó mua thì đây là những cái trường hợp trước đây đã xảy ra với những cái sự kiện quan trọng của cái một cái bắt đầu một cái thứ gì nó okay. cái giống như là cái cma tương lai future nè ok giá lên tới đỉnh ok sau đó cái ngày mà gọi là cái ngày nó bắt đầu cái 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 tương lai ok cái cme tương lai là giá bay một cái vèo đi xuống cũng giống như vậy ok bạn quay lại lịch sử coinbase ok ipo giá đang ở đỉnh sau khi cái IPO xảy ra giá đi một cái vèo đi xuống bởi vì sao người ta đã thu gom trước những cái người bên trong đã thu gom trước cái gọi là insider đã mua hết rồi và nó tới cái IPO thì thì là số nhiều cái lũ mà thiếu kiến thức sẽ nhảy vào mua thì bơm lên giá thêm một chút xíu nữa rồi sau đó nó đạp xuống có nghĩa là nó xả đi nó chốt đơn cái đó là chuyện bình thường ok cái BITO, CMA ok ETF Lodge cũng vậy nghe nó cũng là gọi là ở đỉnh rồi đó sau đó là những người nhỏ và lẻ nhảy vô được cuộc chơi bởi vì lúc đó người ta mới cho phép đúng không nhảy vô cuộc chơi thì bạn mua 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 mua, mua bơm giá lên rồi sau đó là nó xả 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 thì đây ok và đây cái trường hợp này nó cũng giống vậy thôi không cái khác hết ok về mà gọi là những cái tín hiệu xấu vừa rồi những thông tin xấu vừa rồi ok giống như cái FTX sụp đổ thì nó sập một cái vèo đi xuống cái 15.500 ok Silicon Valley Bank sụp đổ nó rớt xuống 19.500 và lúc đó là cái lúc 19.500 là cái lúc của mình là gì 19.500 là cái lúc mà mình kêu bạn mua 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 mua